sau đó bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thức về cái xuất của hóa đơn dịch vụ. thì cái hóa đơn dịch vụ thì có các cái hình thức vân vân rất là nhiều cái hình thức dịch vụ nhưng mà à, cơ bản là những cái dịch vụ thì được xem như là nó không qua kho, đó là nó chả liên quan gì đến giá vốn vì các bạn giá vốn chúng ta tập hợp vào chi phí 154 và sau đấy đẩy đến 632 vào cuối kỳ à, khi chúng ta xuất à, hóa đơn à, trong quá trình như thế nhưng mà cuối kỳ kế toán thì thường người ta tổng hợp lại toàn bộ và bắt đầu xuất lên gọi là đưa lên tổng hợp chi phí lên 62 để xác định kết quả kinh doanh ở đây tôi lấy ví dụ nhờ có nhiều trường hợp lắm Ví dụ như các cái trường hợp của công ty quảng cáo tổ chức sự kiện này thì nó theo dõi các cái hợp đồng thì các bạn có thể vào cái hợp đồng này này để theo dõi theo doanh thu theo hợp đồng thế trường hợp thứ hai là cái gì là các công ty kinh doanh xây lắp Thế thì cái thằng này nó lại liên quan đến vấn đề là đối tượng tổng hợp chi phí chính là các công trình mục đích của cái này ấy là đưa cái đối tượng tổng hợp chi phí vào để làm gì để nó theo dõi cái bảng giá thành của công trình cuối kỳ nó phân tích lãi lỗ từng công trình cho các bạn và liên quan đến cái vấn đề nghiệm thu từng công trình đầu tiên chúng ta sẽ đưa vào cái tổ chức cái, đưa vào cái, cái 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 hóa đơn bán hàng thông thường tức là nó sẽ là cái hóa đơn bán hàng dịch vụ bình thường ở đây chúng ta chọn này chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta đã lấy ví dụ là một cái công ty một cái hóa đơn xuất khẩu và một cái hóa đơn mấy cái hóa đơn bình thường không phải xuất khẩu trong nước nội địa thế thì nếu như chúng ta kích chuột phải vào kích vào dòng này chúng ta chọn thêm mới thì nó sẽ mặc định nó lấy các cái thông tin cái 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 form của cái cái này ví dụ ở đây là nó đặt sẵn là hóa đơn xuất khẩu thế ở đây nó hiện sẵn các cái cái liên quan đến cái vấn đề xuất khẩu à, ví dụ thế à, nhưng mà các bạn tích vào đây đấy thì tất nhiên là tích thế nào thì các bạn vẫn cứ dùng bình thường thích vào đây thì nó lấy đúng cái thông tin kiểu như thế này ở đây là hóa đơn giá trị gia tăng thì chúng ta bình thường chúng ta cứ thêm thôi chúng ta có thể vào đây thay đổi các cái thông tin này đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái nút tích trên phía xuất kho này chúng ta chuyển sang là hóa đơn dịch vụ ở đây các bạn nhìn thấy này chúng ta cung cấp dịch vụ cho ông này cuối năm chúng ta tổ chức cái sự kiện này Đấy ấn phím tab để di chuyển qua các ô các bạn nhé. Cuối năm chúng ta tổ chức cái sự kiện ví dụ như sự kiện tri ân khách hàng của cái công ty viễn thông chẳng hạn viễn thông thì thường là có cái tri ân khách hàng cuối năm chẳng hạn chúng ta chọn tài khoản doanh thu ở đây là cung cấp dịch vụ à, ví dụ như 160 triệu đấy thế thì ở đây mọi thông tin chúng ta liên quan đến phần hợp đồng thì chúng ta chọn hợp đồng nha các bạn nhé và ở đây là thuế và giá vốn thì chúng ta chọn cái tài khoản thuế à, thuế suất là 10% để nó tự động. Tất nhiên cái đối tiền thuế này thì các bạn có thể gõ lại nếu mà không đúng như hóa đơn các bạn. Trừ trường hợp của các bạn lập hóa đơn từ phần mềm thì nó sẽ chia tỷ lệ phần trăm đúng. Nhưng các bạn tự viết mà các bạn làm tròn thì các bạn gõ lại theo cái hóa đơn của các bạn nhé. Gõ lại tiền. Tất cả các trường tiền ở đây các bạn có thể tự gõ lại theo ý của các bạn. Rồi sau đấy là chúng ta chỉ cần chọn lưu là xong.